Xin chào quý vị và các bạn. Theo dự báo thì từ hôm nay, vùng thấp nóng phía Tây sẽ phát triển trở lại nên các tỉnh miền Bắc và miền Trung bước vào quá trình tăng nhiệt. Khả năng từ ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 4, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng thứ hai trong năm nay. Cụ thể tại Bắc Bộ, vùng hội tụ gió gây mưa suy yếu nên toàn miền Bắc sẽ chịu sự chi phối của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, trời có nắng trở lại. Nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc sẽ tăng lên ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên hay Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình là từ 29 đến 33 độ. Mường La, Mường Lai hay Mường Tè có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. Với các tỉnh miền Trung, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên hôm nay ở vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt tăng trên 35 độ. Vùng ven biển khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ. Với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết nói chung khá ổn định, phổ biến ít mưa và ngày nắng. Nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến trong ngưỡng là từ 30 cho tới 33 độ. Không nằm trong vùng ảnh hưởng của vùng thấp nóng nhưng cả Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời cũng có nắng mạnh từ sớm. Nhiệt độ duy trì ở mức cao, số điểm nóng cũng xuất hiện khoảng 1 phần 3 khu vực. Tại Kon Tum, Gia Lai nhiệt độ tăng lên mức 34 đến 35 độ. Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng nhiệt độ là từ 33 đến 34 độ. Với khu vực Nam Bộ, cả miền Đông Nam Bộ đều có nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 36 đến 37 độ. Ở miền Tây nhiệt độ là từ 34 đến 36 độ. Trên biển ở khu vực Vịnh Bắc Bộ từ chiều và tối nay gió Đông Nam sẽ mạnh lên mức cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 và biển động. Còn ở ngoài khơi xa, phía Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng Đông Nam cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ, trời tạnh giáo nên tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.